Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu lại về IDP cũng như là về chứng chỉ IELTS. và thứ ba là các bạn sẽ tìm hiểu những cái điểm thuận lợi khi mà mình làm bài thi IELTS trên máy tính là gì, tại sao bài thi IELTS trên máy tính đang ngày càng trở nên được ưa chuộng và phổ biến như vậy. Cái thứ tư là IDP sẽ nhắc lại cho các bạn những cái lưu ý về thời gian thi và địa điểm thi đối với những bạn nào đã đăng ký thi IELTS trên máy tính thành công cùng với IDP ha ngoài ra uh, sẽ có một phần để giúp cho các bạn có thể tưởng tượng cụ thể hơn uh, về những cái um, quy trình trong ngày thi các bạn sẽ trải qua đó là gì để cho tất cả chúng ta có thể tự tin và thoải mái vào cái ngày thi chính thức của mình và không bị bỡ ngỡ ha và một cái phần quan trọng uh, cũng là thú vị nhất vào ngày hôm nay đó là phần uh, thực hành uh, ngay trên uh, bài thi ios máy tính cùng với ADP cùng với sự hướng dẫn của idp việt nam và uh, như mình có đề cập thì các bạn cũng sẽ có uh, tầm 10 phút để có thể lắng nghe và giải đáp tất cả các câu hỏi mà mình uh, mong muốn được giải đáp từ phía idp liên quan tới bài thi ai sinh máy tính cũng như là các cách thao tác trên bài thi này ha đầu tiên mình xin phép uh, đi qua một số những cái thông tin tơ, uh, sơ lược về idp cũng như là về chứng chỉ ielts Rồi. À, hiện tại trên màn hình à, đang nằm à, sơ đồ phát triển của à IDP toàn cầu nói chung ha. À, thì ADP à, được biết đến là tổ chức giáo dục hàng đầu à, thế giới được chính phủ Úc thành lập vào năm à, 1969 và có mặt tại Việt Nam thì ADP à, Việt Nam thành lập vào năm 1996. Thì ADP à, hiện đang có có mặt tại à, trên 120 Uh, văn phòng ở trên 30 quốc gia và ở Việt Nam thì IDP Education luôn là uh, đơn vị uh, dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn du học cũng như là phát triển giáo dục tại Việt Nam và như các bạn cũng đã biết thì IDP Education cũng là đơn vị đồng sở hữu kỳ thi uh, tại Việt Nam ha và uh, IDP Việt Nam thì đã và đang điều phối một số lượng lớn bài thi IELTS Uh, cho rất là nhiều thí sinh uh, tại Việt Nam ở mỗi năm và um, hiện tại trên sơ đồ có một cái cột mốc rất là quan trọng uh, liên quan tới bài thi IELTS máy tính thì um, các bạn có thể um, tinh mắt uh, thử xem là uh, bài thi IELTS máy tính thì uh, được uh, IDP Việt Nam mang về Việt Nam uh, vào năm bao nhiêu không ạ dựa trên cái sơ đồ mà mình, mình đang thể hiện trên slide bạn nào tin mắt có thể gõ vào ô chat box ha. Có một bạn uh, uh, trả lời năm 2018, 2017. Wow, cảm ơn các bạn rất nhiều. Uh, bạn nào thực sự chú ý uh, kỹ thì uh, năm mà IDP, mang bài thi IELTS máy tính lần đầu tiên về Việt Nam, đó là năm 2018. Và IDP cũng rất là tự hào là đơn vị đầu tiên đã mang kỳ thi này về với các thí sinh tại Việt Nam. Rồi về chứng chỉ IELTS thì ở đây thì hầu hết tất cả các bạn khi mà đăng ký thi thì phần nào các bạn cũng đã uh, hình dung được là tại sao chúng ta lại thi IELTS và bài thi IELTS là bài thi như thế nào ha thì đây là hệ thống bài kiểm tra à, năng lực anh ngữ à, bao gồm bốn kỹ năng nghe nói đọc viết và bài thi IELTS thì à, các bạn có thể thấy các cái con số thể hiện trên màn hình lúc này đã cho thấy cái mức độ à, phổ biến và rất là đáng tin cậy của bài thi à, IELTS thì tháng à, này có đến hàng triệu à, lượt thi IELTS ha À, cũng như là IELTS đang được à, chấp nhận và tín nhiệm bởi hơn 140 quốc gia. À, và hơn 11.000 tổ chức trên toàn cầu. À, riêng tại Mỹ thì IELTS được chấp nhận bởi hơn 3.400 tổ chức giáo dục, bao gồm cả các trường đại học à, khối IV. Đó và các cái con số và số liệu trên màn hình các bạn thấy à, đây à, là một cái chứng chỉ rất là được à, tín nhiệm và được à, ưa chuộng để mà chúng ta có thể áp dụng cho việc học, cho việc định cư cũng như là à, du học và học lên những cái bậc à, cao hơn phục vụ cho các công việc và sự nghiệp của của tất cả các bạn thí sinh. À, rồi một điểm lưu ý mà à, mình muốn nhấn mạnh đến cho các bạn đó là à, các cái hình thức bài thi à, có thể áp dụng đối với kỳ thi IELTS máy tính thì chúng ta có bài thi IELTS À, học thuật và bài thi nhanh tổng quát thì à, khi nào chúng ta nên thi học thuật và khi nào chúng ta nên thi tổng quát thì điều này sẽ phụ thuộc vào à, nhu cầu cũng như là yêu cầu từ tổ chức mà các bạn cần gửi chứng chỉ đến với bài thi học thuật thì thông thường là sẽ áp dụng cho những bạn à, có nhu cầu muốn học cao lên muốn đi du học, xin học bổng ha à, tất tần tật những cái à, nội dung liên quan đến à, vấn đề học thuật thì các bạn sẽ cần thi bài thi IELTS học thuật. À, với bài thi tổng quát thì thường sẽ thiên về à, những cái mục đích như làm định cư à, hoặc làm đào tạo về nghề nghiệp. À, thì thông thường nó sẽ là rơi vào cái 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 nội dung là bài thi IELTS tổng quát. Thì tóm lại thi tổng quát hay là thi học thuật thì cái này nó sẽ phụ thuộc, thuộc vào yêu cầu từ bên tổ chức mà các bạn muốn nộp bằng vào thì họ yêu cầu học thuật hay là tổng quát thì các bạn nên tìm hiểu thật kỹ để chúng ta có thể đăng ký chính xác cái bài thi IELTS trên máy tính ha. Ngoài ra thì trên máy tính cũng đang thực hiện một cái hình thức bài thi là UKVI thì sẽ áp dụng cho những bạn nào mà muốn xin thị thực visa Anh muốn đi du học ở Anh hoặc là định cư thì các bạn sẽ cần lưu ý tới việc là đăng ký bài thi UKVI. Rồi, à, điều thứ ba nội dung thứ ba mà mình muốn nhấn mạnh à, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là mình sẽ đi qua những cái à, tiện lợi những cái um, lý do mà vì sao bài thi IOS máy tính lại được à, ngày càng phổ biến và ưa chuộng nhiều như vậy đầu tiên đó là bài thi IELTS máy tính thì có kết quả cực kỳ nhanh, à, kết quả chỉ có sau từ 3 đến 5 ngày. Và so với bài thi IELTS sinh giấy, à, kết quả có sau 13 ngày thì bài thi IELTS máy tính thì đang chiếm ưu thế vượt trội hơn về à, cái việc là các bạn sẽ có kết quả rất là nhanh đặc biệt cho những bạn nào mà các bạn cần bằng gấp, các bạn cần cải thiện lại ban điểm của mình trong một thời gian ngắn thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức thi là IELTS máy tính sẽ rất là phù hợp cho những trường hợp như vậy cái thứ hai nữa là các bạn lưu ý thi ielts máy tính thì chúng ta vẫn cần phải đến hội đồng thi của idp địa điểm thi của idp để mình thực hiện bài thi này không phải là mình sử dụng máy tính tại nhà để làm bài trên máy tính ha và đương nhiên là chúng ta sẽ có một khu vực riêng dành cho bài thi ielts máy tính với đầy đủ các, tất cả các trang thiết bị hiện đại và đạt theo chuẩn ielts toàn cầu cái thứ ba nữa, nếu như bạn nào mà uh, có theo dõi cái video uh, đầu trước khi mà chúng ta vào buổi hướng dẫn á thì có những bạn uh, đạt điểm cao trong quá trình là làm bài thi AI trên máy tính tại IDP. Thì các bạn rất là thích những cái tính năng ưu việt của bài thi AI trên máy tính. Những tính năng đó là gì? Cái thứ nhất là trong quá trình các bạn làm bài, các bạn hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn cho mình một cái giao diện bài thi phù hợp với mình nhất. À, bao gồm là các bạn có thể lựa chọn cái uh, sắc độ ánh sáng, màu sắc của cái giao diện đó Ví dụ um, các bạn uh, dùng um, máy tính nếu mà cái màu sáng quá các bạn không thích Thì các bạn có thể chuyển sang màn hình màu đen, uh, chữ màu vàng Hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa cỡ chữ phù hợp với lại cái thị giác của mình đó thì những cái cái um, cài đặt như thế này thì các bạn có thể hoàn toàn có thể thay đổi trong suốt quá trình làm bài của các bạn, các bạn muốn chỉnh sửa khi nào cũng được hết. Giống như hiện tại các bạn uh, dùng Facebook ha, các bạn không thích cái màn hình uh, màu sáng thì các bạn có thể chuyển sang màn hình màu tối. Thì tương tự như vậy bài thi ai trên máy tính cũng cho phép các bạn uh, tích hợp cái cái uh, tính năng này để mà mình có thể dễ dàng thao tác trên máy. Và cái thứ hai nữa là bài thi trên máy tính thì các bạn cũng được phép highlight và thích nốt như bình thường. Nhiều bạn lo lắng à, nếu mà làm bài trên giấy thì các bạn có thể được nháp trên giấy này, các bạn có thể khoanh tròn highlight các cái um, câu các chữ mà các bạn cần Nó nổi bật lên. Và làm bài trên máy tính thì sao? Làm sao mà highlight được? Tuy nhiên các bạn uh, an tâm là bài thi ai trên máy tính thì hoàn toàn uh, những cái um, chức năng như là highlight thích nốt thì các bạn vẫn có thể thao tác được thì lát nữa thao tác cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng thực hành sau ha và ngoài ra thì đối với phần đọc thì phần đọc và phần nghe trong trường hợp mà các bạn làm bài thi trên giấy các bạn phải tốn thời gian cho việc lật qua lật lại các cái tờ giấy để xem là nội dung bài đọc như thế nào và nội dung câu hỏi như thế nào thì trên máy tính À, các bạn có thể thấy là nó sẽ chia ra một bên là bài đọc một bên là câu hỏi rất là tiện lợi cho chúng ta có thể là dễ dàng uh, theo dõi cái nội dung mà uh, mình cần đọc và mình cần trả lời thì nó trên một uh, màn hình thì như vậy là sẽ tiết kiệm thời gian cho mình hơn rất nhiều và thứ tư đặc biệt một tính năng mà cá nhân mình cảm thấy rất là thích đối với bài thi trên máy tính đó là chức năng copy paste cũng như là sử dụng các cái phím tắt khác À, đương nhiên là mà thi ai xin giấy thì các bạn sẽ không thể nào có cơ hội để mà tận dụng những cái ưu thế như thế này riêng bà trên máy tính trong trường hợp các bạn cần gõ chữ vào ô trống chẳng hạn thì ngoài việc gõ chữ trực tiếp vào thì các bạn hoàn toàn có thể copy cái từ đó và dán lại vào cái ô trống đó rất tiện à, thứ nhất là tiết kiệm thời gian thứ hai là có thể giảm thiểu được cái việc là các bạn viết sai chính tả rồi, ngoài ra, dành cho những bạn nào lo lắng về cái chữ viết của mình đối với bài thi writing, thì các bạn hãy tự tin làm bài thi trên máy bởi vì là uh, trên máy á, thì các bạn chỉ gõ chữ thôi, không cần phải viết tay. Cái thứ hai nữa là sẽ có cái tính năng uh, đếm từ tự động. Và như vậy các bạn viết một từ, các bạn bấm space một cái là có thể tự động đếm từ cho các bạn. Không cần phải ngồi cặm cụi đếm từng từ xem là có đủ một trăm rưỡi từ hay là hai trăm rưỡi từ chưa. Như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho các bạn rất nhiều. Ok và thứ tư nội dung thứ tư uh, mà mình muốn giới thiệu cho những bạn nào đã đăng ký thi thành công với IDP uh, sẽ remind nhắc nhở lại các bạn một lần nữa về uh, thời gian làm bài thi cũng như là địa điểm thi của các bạn cụ thể sẽ như thế nào. Uh, trước hết là mình sẽ giới thiệu qua về một số những cái điểm thi uh, trên máy tính tại uh, ba thành phố lớn của IDP ha. Thứ nhất là các bạn có thể thi uh, trên máy tại uh, văn phòng ADP Đà Nẵng một số 10 ngôi gia tự ở Hà Nội uh, thì chúng ta có uh, văn phòng tại 30 triệu Việt Vương cũng như là Hồ Chí Minh là 161 Hai Bà Trưng thì đây là một số những cái hình ảnh uh, tiêu biểu cho những cái phòng máy uh, tại um, các uh, trụ sở chính của ADP ở các thành phố lớn là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Ngoài ra thì vẫn còn những cái địa điểm thi khác À, mà IDP à, đã được cấp phép tổ chức thì các bạn à, hãy kiểm tra lại một lần nữa xem là trong email IDP gửi xác nhận cho mình thì mình sẽ thi tại địa điểm nào thì mình sẽ theo đó và mình à, chú ý là mình phải đến đúng địa điểm thi ha bởi vì là IDP thì có rất là nhiều địa điểm thi, địa điểm thi cho nên là mình cần phải kiểm tra thật là kỹ xem là mình thi ở địa điểm nào địa chỉ ra là làm sao về thời gian thi thì um, bài thi IELTS trên máy tính thì chúng ta sẽ làm ba kỹ năng nghe đọc viết vào trong một buổi và kỹ năng nói thì sẽ uh, thực hiện vào một cái buổi khác cùng ngày có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ thi bốn kỹ năng vào chung một ngày hết thì điều này rất là tiện lợi cho những bạn nào mà ở tỉnh xa các bạn phải di chuyển đến các thành phố lớn để thi thì các bạn sẽ thi bốn kỹ năng trong một ngày để tiết kiệm thời gian di chuyển của mình um, thì đây cũng là một cái à, điểm thuận lợi khi mà các bạn lựa chọn bài thi IELTS máy tính, bởi vì với bài thi trên giấy thì cái thời gian mà các bạn thi speaking nó sẽ trải dài có thể là trước hoặc là cùng ngày hoặc có thể là sau ngày, Đó, nó không được à, tự động chung vào một ngày giống như bài thi IELTS máy tính. À, ngoài cái việc các bạn kiểm tra email à, về cái địa điểm và địa chỉ thi của mình, thì các bạn cũng phải quan tâm tới cái thời gian mà IDP sẽ uh, đóng cửa phòng thi để các bạn có thể chủ động trong việc uh, sắp xếp thời gian của mình để đi thi đúng giờ. Thông thường bài thi AI sinh máy tính thì các bạn có thể uh, đến địa điểm thi, tập trung tại địa điểm thi vào tầm khoảng thời gian từ 7h30 tới 7h45 để chúng ta thông thả làm các cái thao tác, uh, thủ tục trước khi vào phòng thi. Và thời gian check-in cũng sẽ thường rơi vào 8h15 từ 8 giờ đến 8 giờ 15 tùy vào từng địa điểm thi ha nên chắc chắn các bạn cần phải kiểm tra email của mình thứ nhất là về địa điểm thi thứ hai là thời gian đóng cửa phòng thi để mình sắp xếp thời gian đến cho đúng giờ nếu các bạn đến sau thời gian đóng cửa phòng thi thì các bạn sẽ không được phép thi và coi như các bạn sẽ bỏ thi ngày hôm đó cho nên mình lưu ý ha có rất là nhiều bạn bị nhầm giờ rồi các bạn đi trễ sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái ngày thi của mình và nội dung tiếp theo uh, mình sẽ nói về cái quy trình bài thi cũng như là các cái kỹ năng cụ thể trong ngày thi ai sinh máy tính sẽ như thế nào như mình có đề cập thì uh, 7h30 đến 7h45 là khoảng thời gian các bạn uh, cần có mặt để mình làm thủ tục và thi ha thì khi đến địa điểm thi thì các bạn sẽ được hướng dẫn để tất cả các đồ tư trang cá nhân của mình vào trong một khu vực riêng để đồ và các bạn lưu ý ở cái thời gian này thì các bạn có thể tranh thủ đi vệ sinh hoặc là có những cái nhu cầu cá nhân nào khác trước khi vào thi thì các bạn hãy tranh thủ ha. Vì khi mà các bạn vào phòng thi rồi thì các bạn sẽ không được phép đi ra ngoài nữa. Cho tới khi nào các bạn bắt đầu bài thi đọc và bài thi viết thì khi đó mình mới có thời gian để đi vệ sinh. Và đương nhiên cái thời gian đi vệ sinh sẽ tính vào thời gian làm bài luôn. Mình không có thời gian riêng để đi vệ sinh nha rồi sau khi các bạn đã giữ đồ và giải quyết hết tất cả các nhu cầu cá nhân nếu có rồi thì các bạn sẽ được giám thị hướng dẫn vào phòng thi để làm tất cả các thủ tục như là kiểm tra an ninh, chụp hình và lấy dấu vân tay. vào phòng thi thì giám thị sẽ hướng dẫn các bạn ngồi máy nào, vị trí như thế nào thì các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn của giám thị nha. tuyệt đối đã vào vị trí rồi thì các bạn sẽ không được phép đi ra ngoài hoặc là di chuyển trong phòng thi nếu như không được phép của giám giám thị ha. có bất kỳ điều gì cần hỗ trợ À, trong cái lúc này thì các bạn cần giơ tay lên để giám thị có thể đến và à, hỗ trợ cho mình à, một nội dung quan trọng mà mình cần nhắc tới trong buổi hướng dẫn ngày hôm nay đó là những cái à, vật dụng mà các bạn được phép mang vào phòng thi cũng như là không được phép mang vào phòng thi vậy thì bây giờ các bạn có thể um, gọi vào OJAS giúp mình xem là vậy khi, khi đi thi các bạn cần à, mang theo những gì và những cái đồ vật nào mà các bạn nghĩ là mình có thể mang vào phòng thi được các bạn gõ vào ô chatbox để mình xem thử ha để xem thử là các bạn đã tìm hiểu kỹ về những cái quy định liên quan tới kỳ thi hay chưa rồi chứng minh nhân dân căn cước chai nước không có nhãn cứ công dân hoặc là passport rồi rất là nhiều câu trả lời chính xác là các bạn có thể không cần mang gì hết tuy nhiên nhưng mà giấy tờ tùy thân thì phải có bởi vì là nếu mà không có giấy tờ tùy thân là coi như là các bạn không được phép vào phòng thi là coi như hủy thi luôn giấy tờ tùy thân đó là gì khi các bạn đăng ký thi và sử dụng chứng minh nhân dân căn cứ công dân hoặc là password để mà đăng ký thi đúng không? Vậy thì khi đi thi các bạn phải mang đúng chính xác giấy tờ mà các bạn đã dùng để đăng ký thi ngay từ đầu. Nếu ngay từ đầu các bạn dùng căn cứ công dân để đăng ký thi, thì các bạn mang theo căn cứ công dân. Nếu mà các bạn dùng hộ chiếu thì các bạn mang theo hộ chiếu. Nha. ngoài ra về mặt giấy tờ đối với những thí sinh nào dưới 18 tuổi các bạn sẽ được hướng dẫn điền một cái tờ form có xác nhận chữ ký của phụ huynh để mà ủy quyền cho IDP giám hộ các bạn trong ngày thi thì các bạn cũng cần phải à, gửi lại cái tờ form này cho giám thị vào ngày thi kỹ năng đầu tiên rồi chung lại thì các bạn có thể mang vào phòng thi à, những cái vật dụng sau đây thứ nhất đương nhiên là giấy tờ tùy thân mà mình đã nói, cái thứ hai là bình nước không có nhãn mát, à, không có nhãn mát ở đây là không có chữ là không có uh, nhãn được dán xung quanh nên là các bạn uh, mang một chai nước lọc trong suốt và uh, được uh, đã được gỡ những cái nhãn này ra ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể được phép uh, mang áo khoác vào phòng thi. À, tuy nhiên thì áo khoác cũng sẽ được giám thị kiểm tra kỹ trước khi các bạn vào phòng thi do đó khi mà mình làm thủ tục check in mình xếp hàng á, thì các bạn nào mặc áo khoác mặc áo ấm thì các bạn cởi ra trước để mà giám thị có thể tiện à, kiểm tra cho các bạn thì mình nhanh chóng ha vậy thì ngược lại những vật dụng nào không được phép mang vào phòng thi sẽ có rất là nhiều bạn hỏi à, như là vậy thì giấy nháp nè à, bút chì tẩy à, riêng của các bạn nè rồi à, đồng hồ để vào xem thời gian đó thì các bạn có được mang vào phòng thi hay không thì những vật dụng đó là những vật dụng không được phép mang vào phòng thi thứ nhất đó là các cái thể loại uh, trang thiết bị điện tử như là điện thoại đồng hồ điện tử thì các bạn sẽ không được phép mang vào uh, ngoài ra những cái đồ um, gọi là tăng phòng phẩm như là bút trì tẩy rồi giấy nháp bút highlight cũng không được phép mang vào phòng thi phòng thi đã có sẵn tẩy và bút trì cũng như là giấy nháp nên là các bạn đừng lo lắng à, về việc là phải mang những cái đồ văn phòng phẩm này vào nha rồi à, và đương nhiên đồ ăn thức uống khác và cũng như là ví tiền vé xe chìa khóa các thứ các bạn cũng phải để hết vào trong ba lô hoặc túi sách của mình giữ vào trong một cái khu vực riêng và các bạn chỉ mang vào phòng thi à, những cái vật dụng mà mình đã nói đó là giấy tờ tùy thân à, Chai, chai nước có nhãn mát không cần nước cũng được bởi vì là trong phòng thi thì cũng đã có nước sẵn rồi và ngoài ra là áo khoác ha và các bạn lưu ý lại những cái nội dung những cái quy định như thế này để trong ngày thi mọi thứ của mình được diễn ra suôn sẻ không cần phải mất thời gian trong cái việc là kiểm tra tới lui những cái vật dụng này ha và đương nhiên nếu như mà các bạn bị phát hiện là mang vào những cái vật dụng cấm như thế này thì các bạn sẽ được xem là gian lận trong kỳ thi bao gồm với những cái hình thức gian lận khác như là nói chuyện copy bài à, hoặc là gian lận tài liệu ha thì đó, đó là những cái hành vi vi phạm tới cái cái quy định của bài thi và có khả năng là các bạn sẽ bị cấm thi rồi và khi mà các bạn đã ổn định vào trong phòng thi rồi thì các bạn sẽ được giám thị hướng dẫn lại toàn bộ những cái quy trình ngày thi hôm đó à, chúng ta sẽ có uh, thời gian để làm ba kỹ năng đó là nghe đọc và viết theo thứ tự à, nghe đọc và viết ha thì bài nghe sẽ có thời gian dao động khoảng từ 28 tới 32 phút tùy theo bài bài thi ha à, và bài đọc và bài viết thì vẫn là 60 phút như bình thường riêng bài nghe thì các bạn lưu ý là mình sẽ không có 10 phút để chuyển đổi đáp án nên là khi các bạn nghe tới câu nào có đáp án nào thì các bạn phải gõ đáp án vào ngay lập tức luôn. Rồi đối với bài thi máy tính thì các bạn sẽ được cung cấp một cái username và password để có thể đăng nhập vào cái màn hình bài thi của mình thì các bạn hãy lưu ý theo dõi cái chỉ thị của giám thị khi nào được phép login vào thì khi đó mới thao tác nha và các bạn cũng sẽ được cung cấp mã pin code một lần nữa để các bạn có thể um, truy cập vào bài thi của mình bài học thuật hay là bài tổng quát thì sẽ có một cái mã cốt riêng những cái này thì các bạn cũng sẽ được hướng dẫn vào ngày thi rồi khi mà các bạn đã login vào hết rồi thì các bạn sẽ được hướng dẫn uh, xem những cái video uh, hướng dẫn trong cái việc là thao tác cho từng kỹ năng như thế nào ở mỗi kỹ năng sẽ có mỗi cái video như vậy cho nên là các bạn lưu ý khi nào được phép coi video thì khi đó sẽ có chỉ thị của giám thị cho nên là mình đừng có vội vàng mình cứ làm theo từng bước khi nào bài thi bắt đầu thì khi đó mới tính thời gian cho nên là các bạn cứ kiên nhẫn làm theo hướng dẫn của giám thị để bài thi của mình có thể diễn ra suôn sẻ nha rồi các bạn có thể thấy trên màn hình ha nó sẽ có một vài những cái video nhỏ để chúng ta có thể xem hướng dẫn là trong bài trong từng kỹ năng mình sẽ cần làm những thao tác gì. À, một cái video nói chung về à, sao check về kiểm tra âm thanh và ba cái video nhỏ cho từng kỹ năng listening, reading và writing. Sau khi mà các bạn coi hết tất cả các video bấm vào cái 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 phím I confirm. Cái icon I confirm thì khi đó bài thi của mình mới chính thức bắt đầu nha. Rồi, đối với phần listening thì chúng ta cái thời gian như mình đã nói là dao động từ 28 đến 30 phút và sẽ không có thời gian để chuyển đổi đáp án cũng như là sẽ không có thời gian uh, cho câu hỏi mẫu cho nên là các bạn lưu ý uh, bắt đầu bài thi một cái là mình phải lắng nghe cho thật là kỹ nha. Uh, để mình trả lời câu hỏi luôn chứ nhiều bạn là luyện số đề cũ á, thì nó có cái câu hỏi mẫu thì các bạn là chủ quan các bạn không có lắng nghe kỹ thì mình sẽ bị miss mất cái câu trả lời của mình đó nha và như đã nói thì các bạn à, được phát giấy nhát để mình có thể nốt trong cái quá trình mà các bạn à, làm bài thi à, riêng về với listening thì ở đây là một cái giao diện bài thi cụ thể thì các bạn có thể xem qua trước khi chúng ta có thể thao tác cụ thể ở phần thực hành thì ở đây các bạn có thể thấy nha trên màn hình nha câu nào các bạn trả lời rồi thì nó sẽ hiển thị à, cái màu xanh màu xanh như thế này đó ở đây sorry nha, ở đây có một lỗi um, đánh máy một xíu là ở đây là những câu trả lời đã những câu hỏi đã được trả lời thì sẽ là màu xanh, còn những câu nào mà chưa trả lời thì nó sẽ chìm nó màu và xám xám như thế này nha. Rồi ở phía trên màn hình thì sẽ có một cái thanh chỉ thời gian đếm ngược ha. Các bạn có thể theo dõi thời gian ở đó. rồi chúng ta sẽ đi qua một số những cái dạng câu hỏi mà chúng ta có thể gặp để mà các bạn có thể uh, biết trước về một số những cái 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 giao diện cho những từng loại câu hỏi nó sẽ thể hiện như thế nào á thì đầu tiên là về câu hỏi kéo thả đáp án thì các bạn có thể thấy như thế này ha à, bên cạnh là cái bài của mình những cái hình ảnh còn bên phải là những cái câu đáp án thì các bạn có thể kéo kéo chuột để mà đưa những cái đáp án này vào cái ô đúng thì cái này thao tác rất là dễ các bạn chỉ kéo thả thôi cái thứ hai là uh, điền vào chỗ trống thì như mình có nói ngay từ đầu một cái tính năng đặc biệt khi mà làm bài trên máy tính đó là thay vì gõ trực tiếp vào cái ô trống đó câu trả lời là từ gì thì các bạn có thể copy và paste vào bằng cách sử dụng phím tắt ctrl c và ctrl v ha rồi tiếp theo là dạng câu hỏi chọn đáp án đúng thì đầu tiên sẽ là dạng câu hỏi chọn một đáp án đúng duy nhất thì ở đây thao tác cũng đơn giản các bạn chỉ cần click vào cái ô nào mà các bạn chọn thôi. Và khi chọn một đáp án thì hệ thống chỉ cho phép các bạn chọn một lần, không được chọn nhiều hơn một đáp án. À, đáp án nào đã được chọn rồi thì sẽ giảm thiểu cái việc là các bạn bị sai trong việc là chọn hơn một đáp án. À, với cái phần chọn nhiều đáp án thì các bạn sẽ có thể thấy ha, nếu như đề bài yêu cầu chọn hai đáp án thì khi mà các bạn chọn đủ hai đáp án rồi thì hệ thống mặc định là các bạn không được chọn đáp án thứ ba đó thì nó rất là, là hay ở chỗ này ngoài ra thì chúng ta có dạng bài là um, matching rất là nối ha thì ví dụ câu 12 này các bạn chọn đáp án uh, B C gì đó thì các bạn nhớ giống hàng qua cho thẳng Nên mình chọn đúng cái đáp án B hoặc C mình đừng có bị nhầm xuống câu số 13 là được rồi tiếp theo là uh, một cái tính năng mà máy tính cho phép chúng ta có thể sử dụng đó là tính năng review thì đối với một số những cái câu trả lời mà các bạn chưa chắc chắn về đáp án các bạn còn phân vân và các bạn muốn review lại một lần nữa thì các bạn có thể thấy là bên phải của cái đáp án đó của cái câu hỏi đó nó sẽ hiện lên một cái icon lá cờ nhỏ nhỏ ở đây khi mà khi mà các bạn tiếp vào thì nó sẽ là màu đỏ đó thì các bạn thấy là ở cái phần um, câu trả lời hiển thị bên dưới thì câu số 2 này đang được đỏ lên đúng không nó đang được highlight đỏ lên thì có nghĩa là à câu này nó có cái tín hiệu đó là các bạn cần phải quay lại review nếu như mà các bạn chưa chắc chắc chắn về đáp án thì các bạn có thể bấm vào cái icon review để mà mình có thể bắt lại và mình uh, kiểm tra lại một lần nữa về đáp án này à, tuy nhiên mình uh, nói thêm một tí xíu về cái phần tính năng uh, review này thì uh, ở cái phiên bản mà mình sẽ trải nghiệm mà à, sắp tới á, thì nó sẽ không có à, cho phép mình à, làm cái cái tính năng review này trên cái phiên bản web nhưng mà trong khi thi chính thức thì các bạn có thể thao tác được ha tương tự với phần highlight text note thì hiện tại phiên bản web đang bị giới hạn nên là các bạn sẽ chưa thể trải nghiệm trực tiếp những cái tính năng này đó là tính năng review highlight và text note à, thì các bạn sẽ chưa chưa làm trực tiếp được trên web khi nào các bạn thi chính thức thì các bạn sẽ có thể thao tác được ha và lát nữa mình cũng sẽ xem một cái video clip nho nhỏ về một cái thao tác mẫu thì mình sẽ xem được là cái thao tác nó sẽ như thế nào thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn rồi mình vừa nói về cái thao tác highlight note ha thì à, các bạn chỉ cần bôi đen các bạn chỉ cần kéo cái cái câu đó hoặc là cái cụm từ đó thì tự động nó sẽ hiện lên hai cái options là note hay là highlight các bạn muốn highlight thì các bạn bấm vào highlight và khi bấm vào highlight thì nó sẽ cái câu này nó sẽ được highlight vàng như vậy và muốn xóa cái highlight đó đi thì nó cũng đã, sẽ hiện sẵn cho các bạn cái option ở đây là delete highlight luôn và nếu mà các bạn muốn note thì uh, các bạn sẽ chọn note và khi đó màn hình bên tay phải nó sẽ hiện ra một cái 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 thanh note như thế này ha và các bạn có thể bắt đầu viết bất kỳ cái gì vào trong cái thanh note này đều được Tuy nhiên thì hệ thống chỉ ghi nhận câu trả lời và đáp án của các bạn vào cái màn hình thi chính thôi nha. Còn không liên quan gì tới phần nốt nha. Phần nốt chỉ là phần các bạn nháp thôi. Rồi về phần reading. Reading thì các bạn sẽ có 60 phút để làm bài. Và đương nhiên thì bài thi reading cũng sẽ không có thời gian để chuyển đổi đáp án. Mình sẽ đọc tới đâu thì mình làm trực tiếp tới đó luôn. Và vẫn có thể nháp trên giấy nháp và IDV phát ha. Bài reading À, cũng tương tự như listening thì à, các bạn có thể điều chỉnh cái cái thanh ở giữa này để mà mình có thể um, điều chỉnh cái cái không gian của bài đọc cũng như là không gian của cái phần câu hỏi à, kéo qua kéo lại để mà nó thuận tiện cho cái mắt của mình á thì các bạn có thể điều chỉnh riêng về phần writing à, thì sáu uh, 60 phút là thời gian làm bài cũng như là cái tính năng đếm từ tự động thì mình cũng đã đề cập trước đó rồi ha. Và một cái mình cần nhấn mạnh ở đây nữa là một số những cái phím tắt mà các bạn có thể sử dụng trong quá trình làm bài writing. Uh, ngoài Ctrl C Ctrl V thì các bạn có thể sử dụng các phím tắt như là Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl Z. Nếu mà các bạn đang làm mà lỡ uh, tự nhiên xóa mất cái đoạn mà các bạn vừa mới viết ra thì các bạn có thể hoàn tác lại cái thao tác đó bằng cách là các bạn ấn Ctrl Ctrl Z ha đó rồi đây là giao diện của phần bài viết ha các bạn cũng có thể kéo cái thanh ở giữa để điều chỉnh cái giao diện của mình và có chức năng tự động à, từ nó sẽ thể hiện ở ngay phía dưới cái phần mà các bạn viết Rồi sau khi mình đã hoàn tất hết tất cả các um, kỹ năng trong bài thi thì đương nhiên là chúng ta cũng rất là nóng lòng để chờ đợi kết quả như thế nào ha. Thì kết quả thi sẽ được gửi uh, thông qua tin nhắn báo điểm. Uh, ngày mà các bạn uh, nhận được tin nhắn báo điểm thì lúc đó bằng đã có sẵn tại văn phòng luôn rồi. Uh, nhiều bạn hỏi là bây giờ nhận tin nhắn báo điểm rồi thì bao giờ mới có bằng. Thì các bạn sẽ hay hỏi như vậy. Nhưng mà yên tâm khi nhận tin nhắn thì lúc đó các bạn hoàn toàn đã có thể đến trực tiếp tại các văn phòng của IDP mang theo căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu. Nói chung là giấy tờ mà các bạn đã dùng để đăng ký thi và đi thi ấy, thì mang theo những giấy tờ gốc đó đến văn phòng để nhận bằng. Sau bán 5 ngày là các bạn đã có có thể nhận được bằng rồi. Và ngoài ra thì IDP cũng có hỗ trợ cho các bạn là trong vòng một tháng kể từ ngày mà các bạn nhận kết quả thì các bạn có thể Uh, yêu cầu xuất thêm năm bản điện miễn phí để mình có thể gửi đến các tổ chức, uh, trường học, uh, các cái um, nơi mà các bạn muốn gửi gửi bằng gửi kết quả đến thì các bạn uh, liên hệ idp để được hỗ trợ ha và bằng chứng chỉ của chúng ta thì uh, cũng uh, được um, có thể được yêu cầu để gửi về tận nhà về địa chỉ của các bạn nếu như mà các bạn yêu cầu cho idp ha và cái việc uh, gửi uh, đến tận địa chỉ của các bạn thì uh, sẽ được hoàn toàn miễn phí nha Rồi nhớ khi đi lấy bằng thì các bạn nhớ mang theo giấy uh, tờ tùy thân của mình để nhận bằng nha. Rồi, đến cái nội dung uh, quan trọng là của buổi hôm nay đó là cái phần mà các bạn có thể cùng uh, uh, thực hiện cái bài thi AI máy tính cùng với IDP. Thì um, sau đây thì uh, bộ phận uh, kỹ thuật sẽ hỗ trợ gửi cho các bạn vào trong ô chat uh, một cái uh, những cái đường link để chúng ta có thể vào đó và thao tác thử. À, những cái bài thi ai trên máy tính với những cái tính năng làm bài như thế nào thì các bạn có thể vào thao tác thử và trước khi mà các bạn uh, thao tác uh, trên máy của mình thì thứ nhất là uh, mình sẽ uh, mở một cái video để các bạn có thể xem và biết được là trong quá trình thao tác thì mình sẽ cần làm những gì ha cái thứ hai nữa là bạn nào đang uh, Uh, nghe buổi hướng dẫn qua điện thoại thì các bạn có thể nhanh chóng uh, tìm cho mình một cái máy tính hoặc laptop để các bạn có thể vào đường đi và các bạn có thể cùng thao tác trực tiếp cùng với uh, tất cả các bạn khác luôn để mình biết thử là uh, cái giao diện bài thi như thế nào mình cần phải uh, copy paste ra làm sao và có những câu hỏi nào thắc mắc thì mình uh, hãy nhanh nhanh chóng hỏi ADP để được hỗ trợ luôn ha rồi các bạn cùng theo dõi uh, video clip ở trên màn hình để mình biết cái cách hướng dẫn làm bài thi máy tính nha In the listening, reading, and writing tests, there is a clock at the top of the screen which tells you how much time you have left. The instructions for each part are in the box at the top of the screen. You can use the navigation bar at the bottom of the screen to move from one question to the next. You can also use the arrows to move forward and back. When you have answered a question, a line will appear above that question in the navigation bar. You can flag a question if you want to look at the question again later. To flag a question, click the flag next to the question. To return to a flagged question, click the question number in the navigation bar. To remove a flag, click the flag next to the question. You can review and change your answers at any time until the end of the test. You can use the scroll bar to see all the questions. You can change the screen settings. To change the text size or color settings, click on the options icon in the top right corner of your screen to open the menu. From here, select contrast if you want to change the color settings, or select text size to change the size of the text. There are three contrast options black on white, white on black, and yellow on black. Click on the option you would like to use. There are three text size options regular, large, and extra large. Click on the option you would like to use. The options icon is on your screen throughout the test, so you can change the settings at any point during the test. In the listening test, you can change the volume at any time using the control in the bottom right of the screen. You can access the test instructions from the options menu. Click on the options icon and select test instructions. You can highlight sections of text. To highlight text, left click and drag the cursor over the section of text you want to highlight. Then click highlight. To remove highlighting, click on the highlighted text, then click delete highlight. You can make notes. To make notes, Left click and drag the cursor over the section of text you want to make notes about. Then click Note. The Notes panel will open on your screen. Write your notes in the panel. Your notes will be saved automatically. To hide your notes, click the cross on the Notes panel. To see your notes, Click the notes icon at the top of your screen or click on the section of the text you made notes about. To delete a note, click on delete, then click confirm deleting. In the listening, reading and writing tests, when you have one minute left, the top part of the screen changes color. The tests will automatically stop when the time finishes. Rồi, sau clip này thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần trải nghiệm của mình luôn ha. Thì các bạn vui lòng kiểm tra trong ô uh, IDP đã gửi cho mình một cái đường link để các bạn có thể vào trải nghiệm thử ha. Rồi các bạn cùng uh, truy cập vào đường link mà ADP đã gửi nha. Khi các bạn uh, truy cập vào đường link thì các bạn sẽ thể có thể thấy uh, đây là một cái giao diện uh, để chúng ta có thể cùng trải nghiệm uh, bằng phiên bản web. Thì um, các bạn sẽ bấm play ha để mình bắt đầu uh, nghe bài uh, thi nghe cũng như là thao tác thử những cái thao tác nha hiện tại thì mình sẽ không share các bạn về cái phần tiếng trong cái audio bài nghe này bởi vì nó sẽ, sẽ sẽ bị trùng với lại cái âm thanh mình đang nói nên là các bạn sẽ tự nghe qua máy của mình ha để bạn có thể theo dõi những thao tác của mình ở trên màn hình ở đây ở dưới này các bạn có thể thấy ha đây là những cái cái tab để mình có thể điều chỉnh qua từng phần thì mình sẽ có bốn phần của bài listening thì các bạn có thể di chuyển tab như thế này để mình đến cái câu mà mình cần trả lời hoặc các bạn có thể sử dụng mũi tên để các bạn có thể click như thế này để di chuyển giữa các câu hỏi với nhau ha rồi ví dụ H1 những cái câu hỏi mà các bạn điền từ này thì các bạn có thể gõ từ vào ha còn không, trong trường hợp các bạn muốn Ctrl-C, Ctrl-V thì các bạn vẫn có thể thao tác được ha. Đó, các bạn bôi đen cái từ đó và sau đó bấm Ctrl-C và sau đó Ctrl-V một cái là mình đã có thể điền vào chỗ trống một cách rất là nhanh chóng rồi. Hiện tại như mình có đề cập thì mình sẽ chưa thể nào làm được các thao tác như là review, highlight và take note. Tuy nhiên trong quá trình thi chính thức thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các tính năng đó nha rồi đối với những phần những phần kéo thả đáp án như thế này ha các bạn có thể thao tác thử mình chỉ cần chọn đáp án đó và mình kéo qua cái ô mà mình cần trả lời là được rất là đơn giản rồi đây kéo thả như này ha các bạn muốn chuyển à, muốn muốn thay đổi thì các bạn có thể kéo quay trở ngược lại đó nếu như mà bạn nào không có sẵn máy tính bên cạnh thì các bạn có thể theo dõi mình thao tác ở trên màn hình ha. Nói chung là rất là đơn giản không có cái thao tác nào khó hết. Ở di chuyển ở các câu hỏi thì sẽ có ba cách để các bạn có thể di chuyển. Thứ nhất là dùng cái dấu mũi tên bên cạnh nè. Thứ hai là bấm trực tiếp vào tất cả các câu hỏi đó ở thanh câu hỏi và di chuyển bằng các tab các mỗi phần như thế này rồi Đây tiếp tục là những câu kéo thả đáp án thì các bạn cứ kéo qua và bỏ vào ô trống thôi đó là đơn giản về phần nghe thì ở phía góc dưới bên tay phải các bạn ở trong bài thi chính thức nó, nó sẽ có một cái icon hình cái loa ở đây có nghĩa là các bạn có thể điều chỉnh âm thanh nhé điều chỉnh âm thanh ở cái loa ngay chỗ cái góc dưới bên phải hoặc là các bạn có thể điều chỉnh trên headphone nhưng mà uh, mình khuyến khích là các bạn các bạn điều chỉnh trên cái loa ở trên màn hình luôn để dễ thao tác rồi về cái chức năng mà đổi uh, đổi màu giao diện thì các bạn có thể vào đây nhé đây góc bên trên tay phải có cái thanh ba ngang này các bạn bấm vào các bạn chọn ha màn hình uh, Uh, chữ trắng trên nền uh, chữ đen trên nền trắng hay là chữ trắng trên nền đen thì các bạn có thể thay đổi hoặc là chữ vàng trên nền nền đen đó thay đổi uh, phụ thuộc vào cái thị lực của mình mình mà uh, uh, muốn uh, cái giao diện nó như thế nào thì mình có thể tùy chọn và cỡ chữ lớn bé như thế nào các bạn cũng có thể điều chỉnh được rồi Uh, nói chung các thao tác thì rất là đơn giản nha thì các bạn có thể um, lưu lại cái đường link này và mình có thể uh, thao tác uh, sau nếu như mà các bạn cần thao tác cho quen bây giờ thì chúng ta di chuyển sang phần uh, reading ha rồi ở phần reading thì adp um, cũng sẽ tiếp tục gửi cho các bạn một đường link cho phần reading các bạn xem vào ô trong ô chat nha khi các bạn bấm vào đường link thì trên màn hình à, nó sẽ hiển thị cái giao diện của bài thi đọc như thế này rồi như mình có giới thiệu thì chúng ta có thể điều chỉnh cái 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 um, cái đường này để mà uh, lựa chọn cái không gian cho bài đọc của mình ha có thể là uh, cái phần đọc nó bự hơn hay là cái phần trả lời câu hỏi nó bự hơn thì tùy các bạn có thể à, điều chỉnh rồi ở đây á, thì nếu như mà các bạn thi chính thức thì các bạn có thể hoàn toàn có thể highlight thích thíchố nha nhưng mà hiện tại trên phiên bản web thì nó chưa có hỗ trợ tính năng này rồi ở các đáp mà ở các phần câu hỏi tru false này thì máy tính sẽ hiển thị rõ luôn là uh, true hay là là not even các bạn không cần phải viết vào giấy uh, rồi lăng tăng việc là các bạn nên viết uh, uh, phun từ hay là viết tắt được thì hoàn toàn có thể tự tin với bàn máy tính thì ở đây là người ta đã tích hợp sẵn các bạn chỉ việc lựa chọn thôi đó giao diện cũng tương tự với phần nghe ha với cái các phần điền vào chỗ trống thì các bạn có thể gõ từ trực tiếp hoặc là mình có thể ctrl c ctrl v ai bấm ctrl c và ctrl v vào ô trống đó là sẽ rất là nhanh các bạn không cần phải gõ từng từ một rồi các bạn cũng có thể di chuyển qua từng câu hỏi khác nhau dựa vào các tab ở bên dưới đây là phần kéo thả đáp án ha mình cũng làm tương tự rồi các bạn cứ kéo qua thôi trường hợp mà mình muốn thay đổi câu trả lời thì các bạn lại kéo đáp án về lại đó rồi ở những phần mà chọn nhiều đáp án này này two correct answers này đó khi các bạn chọn một hai các bạn chưa trường hợp mà các bạn không có đọc kỹ yêu cầu đề bài các bạn chọn đáp án thứ ba thì hệ thống sẽ không cho phép các bạn chọn đáp án thứ ba như vậy là nó loại trừ cái khả năng các bạn chọn sai yêu cầu đề bài ha đó các bạn chỉ được phép chọn hai đáp án thôi tính năng này rất là hay rồi tiếp tục là phần điện từ tương tự như vậy đó và khi các bạn làm bài thì uh, những câu nào mà đã trả lời xong thì các bạn thấy ha nó đều chuyển sang cái màu xanh này hết các bạn hoàn toàn có thể highlight highlight uh, vào cái phần câu trả lời của mình đều được highlight được rồi ở phần này nếu có câu hỏi nào thì các bạn cứ bỏ gõ vào ô Q&A ha lát nữa mình sẽ có cái phần giải đáp À, các tính năng thì rất là đơn giản thôi các bạn um, có thể thấy ha toàn bộ là chỉ cần là click vào chọn option đáp án nào thôi rồi uh, ngoài ra thì sẽ có dạng bài là kéo thả đáp án điền vào chỗ trống thì những thao tác nó rất là đơn giản không yêu cầu các bạn phải uh, gọi là quá master về việc thành thạo máy tính hay như thế nào các bạn chỉ cần làm những thao tác rất đơn giản như vậy thôi tương tự như vậy tiếp theo ở phần writing cũng rất là đơn giản idp sẽ tiếp tục gửi một đường link cho phần writing ha các bạn mở luôn phần writing để mình cùng làm luôn rồi mình cũng sẽ tiếp tục coi màn hình writing mà mình đang share ha ở đây thì writing là mình chỉ viết thôi do đó là các bạn chỉ cần quan tâm là cái các bạn viết và các bạn bấm space thì là nó khao từ cho các bạn có đúng hay không ha đó viết một và chữ xong bấm space là khi đó tự động sẽ khao từ cho các bạn ngay ở cái góc dưới bên phải ha rồi đề thì mình vẫn có thể highlight thích nốt được các bạn uh, viết các bạn ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v thoải mái luôn hoặc là bấm thử ctrl z thử coi đó, cho nên đó là trên cái giao diện bài làm này á, các bạn cần thì các bạn vẫn có thể là nháp, viết, viết sẵn luôn ở trên đây, xong rồi muốn xóa thì xóa, muốn bớt thì bớt, không cần phải hả tẩy xóa phức tạp giống như là bài thi trên giấy. Rồi task nào các bạn hoàn thành thì và các bạn có viết chữ trong đó thì nó cũng sẽ tích cái Uh, thể hiện cái, cái màu xanh như thế này có nghĩa là các bạn đã trả lời đã làm bài ok bài thi viết thì càng đơn giản hơn nữa bởi vì các bạn chỉ có gõ từ thôi cũng không cần có quá nhiều thao tác ở đây rồi